tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Cá Mập sẽ giới thiệu một món kem mà các bạn nhỏ rất là thích, đó chính là kem cá. Tèm 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 tèm. Kem cá này của hãng nào nhỉ? Hãng Kelano sản xuất đúng không? Của hãng Kelano à? Vâng. Các bạn nhỏ đã được ăn món kem cá này chưa? Còn kem này lúc nãy hai chị em nhà Cá Mập đi mua có giá là 16.000 một chiếc đúng không? Vâng. Ở quê bé Dương không có kem cá Hàn Quốc, nếu mà có kem cá Hàn Quốc thì bố sẽ mua cho Dương thưởng thức. Chỉ có kem cá của hãng Kelano thôi. Sáng nay con đi đâu? Sáng nay đi khai giảng ạ. Rồi, hôm nay là ngày 5/9, tất cả các bạn nhỏ đều đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu năm học. Bố Dương cũng thế. Các bạn nhỏ nhìn này. Lúc này là gần 15 giờ rồi. Mà nhiệt độ ngoài trời cũng rất là cao. Bố đang nhễ nhại mồ hôi này. Dương có mồ hôi không? Đây là chiếc mũ Cá Mập mà hôm trước Dương quay clip và bác sĩ gà cắm răng cho các bạn nhỏ đúng không? Tôi không nói nhiều nữa. Mình sẽ bóc kem nhá. Kem cá. Ồ, đây. Tại sao người ta gọi cái kem này là kem cá con nhỉ? Tại nó có hình con cá. Đúng rồi. Đây các bạn nhỏ nhìn này. Đây là hình con cá. Ồ, kem cá. Ê, của con bé hơn của bố hay bằng nhau vậy? Bằng nhau. Nhưng mà trong máy quay của con bé hơn của bố. Mời tất cả các bạn nhỏ nhá. Mời tất cả anh chị và các bạn ăn kem cá nha. Con mời bố ăn kem cá nha. Ok. Bố sẽ bóc ra cho các bạn nhỏ nhìn phía trong. Đây. Thấy ngon không? Ở phía ngoài là lớp vỏ, còn đây là lớp kem này. Kem này nó vị gì đấy? Vị đậu đỏ. Bố lại lắp vào, bây giờ sẽ ăn nhá. Ăn từ đầu trước nhỉ? Ăn đầu trước hay ăn đuôi trước nhỉ? Ăn đầu trước. Như ăn đầu trước à? Wow. Tuyệt vời các bạn nhỏ. Nó còn ngọt mịn luôn. Bố không biết tả nhỉ, nó ngon như thế nào. Nhưng tả giúp bố thế nào. Con cũng chẳng biết tả nào đấy. Cho mày con à. Có một lớp đậu đỏ chắc này. Một lớp đậu đỏ này. Đấy, một lớp. Lớp kem. Phía ngoài là lớp vỏ, vỏ này làm bằng giống như cái vỏ kem quế khác đúng không? À, bằng bánh gì ạ? Đó, đặc biệt là cái kem này nó có hình con cá thì người ta gọi là kem cá. Ngon lắm, Cá Mập à? Cá Mập ăn, ăn kem cá. Hôm nay đi khai giảng trường con có nhiều tiết mục văn nghệ không? Đi đâu? Đi đâu? Lớp con có tiết mục nào không? Không. Toàn tiết mục lớp 2, lớp 5. Xin nhắc lại với tất cả các bạn nhỏ, năm nay bé Dương nó vào lớp 2. Mới ngày nào mà chậm chứng vào trường tiểu học, còn năm nay đã là sinh viên lớp 2 rồi đấy. Miếng cuối cùng hơi to. Mỗi lần con cá một miếng còn phải đâu. Thế là bố đã ăn xong. Bé Dương vẫn còn nửa này, ăn nhanh nên nó chảy hết rồi.
Còn hai chiếc này nữa của ai nhỉ? Của mẹ với chị Linh. Bây giờ sẽ để tiếp mục chị Linh. Ngồi xuống con. Các bạn nhớ bình luận chị Ngân ít nha, cho mình nhiều nha. Đừng cho mình nhiều cái giọng chửi nha. Cái chửi đương nhiều là... Không! Không! Không được! Mình hết veo rồi.
Bye bye các bạn, hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.